Quý vị đang xem chương trình Thời sự nóng nhất mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Tin Mới. Các bạn thân mến, tranh chấp tại Biển Đông đang ngày càng trở nên phức tạp và chứa đựng nhiều tầng nấc. Từ tranh chấp lãnh thổ thì nay Biển Đông trở thành vấn đề an ninh khu vực, tác động mạnh mẽ đến nhiều mối quan hệ liên quan. Mới đây có thông tin cho rằng Trung Quốc thông qua bộ luật mới, theo đó hải cảnh nước này sẽ được quyền bắn hạ bất kỳ tàu nước nào xâm phạm vào vùng nước mà họ cho là thuộc chủ quyền của họ. Thực hư thông tin này như thế nào và nếu nó đúng là sự thật thì sẽ ảnh hưởng ra sao? Hãy cùng với Tin Mới tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã thông qua luật hải cảnh mới hôm 22 tháng 1 năm 2021. Chủ tịch Tập Cận Bình đã chính thức ký vào sắc lệnh cho phép lực lượng tàu hải cảnh, cảnh sát biển của nước này được quyền nổ súng cũng như là tấn công vào các tàu thuyền nước ngoài được cho là xâm phạm vùng biển của Trung Quốc. Luật mới này đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2021. Cho tới nay, dự luật hải cảnh đã được Trung Quốc công bố lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2020. Theo đó, luật quy định rõ ràng, cụ thể trong từng trường hợp, lực lượng chấp pháp Trung Quốc có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí khác nhau để chống lại những tàu nước ngoài không tuân thủ những quy định về vùng đặc quyền kinh tế, về lãnh hải và thềm lục địa. Vũ khí sử dụng bao gồm vũ khí cầm tay, vũ khí phóng từ tàu hoặc từ trên không. Bên cạnh đó, họ còn có quyền được thẩm vấn các thuyền viên. Luật còn cho phép nhân viên chấp pháp của Trung Quốc được quyền phá bỏ các cấu trúc mà nước khác xây dựng trên các vùng Trung Quốc đòi chủ quyền, được phép lên tàu kiểm tra tàu nước ngoài trong vùng nước mà Bắc Kinh cho là thuộc sở hữu của mình. Luật này cũng cho phép hải cảnh được quyền tự tạo ra các vùng cấm di chuyển tạm thời khi cần thiết để ngăn chặn các tàu thuyền nước khác và công dân nước ngoài đi vào khu vực đó. Trùng hợp thay, dự thảo này đã được công bố trong bối cảnh các tàu hải cảnh của Trung Quốc đã gia tăng sự hiện diện ở Biển Đông. Bên cạnh đó còn có những hành động phi pháp quấy rối tàu thuyền của một số nước trong khu vực liên quan, trong đó có tàu ngư dân Việt Nam ta. Theo báo, Trung Quốc còn có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản ở Biển Hoa Đông và với nhiều nước Đông Nam Á khác chứ không chỉ có Việt Nam. Bắc Kinh đã nhiều lần điều cảnh sát biển truy đuổi tàu thuyền đánh bắt của nước ngoài tại những vùng biển này. Sự vụ này đôi khi dẫn đến nhiều vụ chìm tàu và vấp phải những sự lên án mạnh mẽ. Thế nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 22 tháng 8 vừa rồi vẫn mạnh mẽ khẳng định với báo giới rằng luật mới nước họ đưa ra là hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế về việc luật hải cảnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua ngày 22 tháng 1. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã nêu rõ trong việc ban hành và triển khai văn bản pháp luật quốc gia liên quan đến biển, các quốc gia có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp quốc tế, các điều ước quốc tế mà mình là thành viên, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Bà cũng nhấn mạnh lần nữa, Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và sẽ kiên quyết kiên trì các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ các quyền hợp pháp chính đáng đó. Theo bà Thu Hằng, Việt Nam yêu cầu các nước có liên quan phải tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông. Bên cạnh đó, cần có trách nhiệm thực thi một cách thiện chí luật pháp quốc tế UNCLOS năm 1982, không có những hành động làm gia tăng thêm căng thẳng, tích cực với những đóng góp vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định, đồng thời thúc đẩy trật tự quốc tế trên biển, an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở Biển Đông. Trước bộ luật mới này, rất nhiều ý kiến được đưa ra và tỏ rõ thái độ không đồng tình với Trung Quốc. Nhiều nhà quan sát đã đưa ra cảnh báo rằng động thái mới này của Trung Quốc rất có thể sẽ làm phức tạp thêm tình hình tại những vùng biển đang có tranh chấp như Biển Đông, một động thái góp phần mạnh mẽ, tích cực và nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, tạo sức ép pháp lý để ngăn cản các hành vi ngang ngược của Bắc Kinh. Phải kể đến đó là vào ngày 19 tháng 1, phái đoàn thường trực của Nhật Bản đã gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc để bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở vùng Biển Đông. Công hàm này nêu rõ, với tư cách là một quốc gia tham gia vào Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS, Nhật Bản hoàn toàn không đồng tình với quan điểm của Trung Quốc rằng việc Bắc Kinh vẽ ra đường cơ sở lãnh hải trên các đảo và bãi đá ngầm tại Biển Đông là phù hợp với luật biển và luật pháp quốc tế. Theo công hàm này, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS đã nêu ra một cách cụ thể và đầy đủ các điều kiện để có thể áp dụng được các đường cơ sở.
Thế nhưng Trung Quốc lại không thể dẫn ra được các điều khoản liên quan để khẳng định được tính hợp pháp của các đường trên. Không có một cơ sở nào để một quốc gia là thành viên biện hộ cho việc áp dụng những đường cơ sở mà thỏa mãn điều kiện mà UNCLOS nêu ra. Philippines ngay sau đó cũng đưa ra quan điểm của mình. Theo đài CNN, Ngoại trưởng Philippines đã gửi lời phản đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc ban hành luật hải cảnh. Luật cảnh sát biển cho phép hải cảnh Trung Quốc bắn vào tàu nước ngoài. Ông giải thích ban hành luật là một đặc quyền chủ quyền. Tuy nhiên, căn cứ theo khu vực liên quan đến vấn đề này, hành động của Trung Quốc được cho là mối đe dọa chiến tranh bằng lời với những nước không đồng tình phản đối luật. Ông nhấn mạnh, nếu không phản đối, tức là sẽ phải phục tùng. Còn theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, viện nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore thì cho rằng, việc trao quyền cho lực lượng cảnh sát biển được sử dụng vũ lực nhiều hơn sẽ đồng nghĩa với việc bạo lực cao hơn. Điều này chắc chắn sẽ tiềm ẩn việc gia tăng những căng thẳng trên Biển Đông ở mức độ cao hơn, còn có thể dẫn tới những xung đột vũ trang không mong muốn. Hiện tại, luật này thông qua trước mắt sẽ giúp Trung Quốc răn đe các nước liên quan tới việc tranh chấp và tạo cơ sở pháp lý cho các hành vi ngang ngược của mình trên biển, kèm theo đó là cả hành vi sử dụng vũ lực. Tuy nhiên, để có thể đánh giá được chính xác mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, chúng ta cần theo dõi thêm xem Trung Quốc sẽ thực thi ở mức độ như thế nào. Ví dụ như họ có sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết vấn đề trong các vùng biển bên ngoài 12 hải lý, xung quanh các thử thể mà họ đã và đang chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa hoặc Trường Sa hay không. Theo quy định luật pháp quốc tế, đặc biệt là phán quyết của Tòa trọng tài vào năm 2016, Trung Quốc không có một cơ sở pháp lý nào để hợp thức hóa về chủ quyền của các vùng biển này. Nếu Trung Quốc dám sử dụng vũ lực để chống lại tàu thuyền các nước qua lại trong các vùng biển này, thì chắc chắn đó sẽ là những hành vi vi phạm vào luật pháp quốc tế, ngăn cản tự do hàng hải, đồng thời tạo ra sự đe dọa vô cùng nghiêm trọng đối với hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Và ngược lại, nếu họ chỉ áp dụng luật này vào các vùng biển thuộc đúng quyền chủ quyền, quyền tài phán của họ theo những quy định pháp luật quốc tế đã đưa ra, thì tác động của luật hải cảnh mới này sẽ ít đáng ngại hơn. Với tiến sĩ Dred Barton Bakang, hiện là giám đốc Viện các vấn đề hàng hải và luật biển thuộc Đại học Philippines, thì hành động này của Trung Quốc càng đánh mất thêm lòng tin từ ASEAN. Thông qua luật hải cảnh, hai luật cảnh sát biển chính là sự tiếp nối các kế hoạch đã được vạch ra sẵn của Trung Quốc, dần dần cưỡng ép và đạt được mục đích đối với Biển Đông, bất kể họ đang thiếu hoàn toàn về cơ sở pháp lý trong những tuyên bố về chủ quyền của mình, cũng như họ bất chấp tất cả các quyền lợi hợp pháp được cho là của các nước liên quan. Hải cảnh Trung Quốc là một tổ chức quân sự hiện đang hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Việc được nổ súng bắn tàu của các nước đang trong vùng biển nước mình có thể xem như là đang sử dụng vũ lực, tức là một hành vi chiến tranh. Hành động của Trung Quốc đang khiến các nước Đông Nam Á phải suy nghĩ kỹ lại về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Vì theo như tình hình hiện tại, đây rõ ràng là cách phá hủy những nỗ lực của một số nước ASEAN trong việc xây dựng lên các quy tắc về ứng xử chung trong các vùng tranh chấp ở Biển Đông. Tự chung lại, Trung Quốc đang tự đánh mất đi niềm tin của khu vực Đông Nam Á đã trao cho họ. Có người thì lại cho rằng đây chính là một chút phép thử đối với ông Joe Biden. Trước đây, đúng vào thời điểm Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên thệ nhậm chức, Trung Quốc đã vây tàu khảo sát của Hải quân Mỹ khiêu khích họ, đó như là một phép thử về khả năng ngoại giao của chính quyền mới. Còn lần này, Trung Quốc lại vào thời điểm mà chính quyền mới của Mỹ bắt đầu nhiệm kỳ. Tôi cho rằng Trung Quốc có lẽ đang thử ông Joe Biden, đó là những chia sẻ của tiến sĩ Sataro Nago, nghiên cứu viên khách mời Viện Houston tại Mỹ. Theo ông, các tuyên bố của Trung Quốc chưa bao giờ có đầy đủ cơ sở pháp lý. Năm 2016, phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế đã bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Thế nhưng, dù như vậy, nhưng Bắc Kinh vẫn bỏ ngoài tai bác bỏ này và tiếp tục mở rộng lấn chiếm đối với nhiều khu vực thuộc vùng biển này, chẳng hạn như Biển Hoa Đông. Vào những năm 1970, Trung Quốc không hề tuyên bố chủ quyền ở vùng nước Senkaku. Thế nhưng, khi nhận thấy tình trạng tài nguyên dồi dào tới vùng nước này, thì họ đã thay đổi quyết định. Gần như tàu cảnh sát biển Trung Quốc liên tục xâm nhập Senkaku và đeo bám những tàu cá Nhật Bản, khiến đất nước này tỏ ra hết sức quan ngại. Về động thái này của Trung Quốc một lần nữa cho thấy đất nước này không hề tôn trọng luật pháp quốc tế. Mọi hành động của họ chỉ với một mục đích duy nhất là củng cố tham vọng chiếm trọn Biển Đông. Các bạn nghĩ sao về hành động này của Trung Quốc? Có cùng quan điểm với tin mới? Chia sẻ cho chúng mình biết với nhé! Video ngày hôm nay chúng mình đến đây là hết rồi.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo của Tin Mới nhé! Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!